Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp đến với nhà chị Linh ở bên Long Biên đúng không ạ? Rồi, em chào chị Linh. Xin chào. Vâng, hôm nay là sau 20 ngày chị thực hiện trẻ hóa da bên em đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, vậy thì hôm nay là sau 20 ngày thì chị Linh đánh giá như thế nào về cái làn da của mình hiện tại ạ? Sau 20 ngày thì chị cảm thấy là rất hài lòng về cái làn da hiện tại của chị. Và rất là đẹp, đẹp và cải thiện lên rất là nhiều so với cái làn da cũ 20 ngày trước của chị. Vâng. Chị cảm thấy rất là trước đây thì chị Linh sở hữu một cái làn da rất là nhăn đúng không ạ? Vàng chảy xệ, thì không biết là trước đây thì chị có chăm sóc da hay là dưỡng da như nào không mà lại để da nó bị tình trạng lão hóa nhiều như thế? Trước đây thì chị cũng có đi một vài spa khác để chăm sóc nhưng mà chị không ưng. Đấy, đến Bali thì chị rất là ưng. Vâng. Thì cái kết quả nó thay đổi rõ rệt luôn. Vâng. Mình cảm nhận được. Vâng. Bây giờ là chị Linh đánh giá là mình trẻ lại được tầm bao nhiêu tuổi hả chị? Trẻ lại về được đến 5 tuổi. Vâng. Bây giờ nhìn ra trông rất là sáng và rất là mịn đúng không ạ? Đúng rồi. Và đặc biệt là những cái nếp nhăn ở khóe mắt và ránh miệng thì hầu như nó cũng cảnh đỡ hẳn luôn. Đúng rồi, đỡ vâng. Hẳn luôn. Vâng. Không biết là về nhà thì dì hay là ông xã có khen không hả chị? Có, ông xã cũng những cái người thân xung quanh mình ấy. Thì ai cũng nhận ra cái sự thay đổi rõ rệt ở trên gương mặt chị. Vâng. Đẹp lên, ai cũng khen. Vâng, đây có một câu hỏi cuối cùng dành cho chị Linh nhá. Là trong quá trình làm thì rất là nhiều khách hàng thắc mắc là chị Linh cảm thấy như thế nào trong cái quá trình làm cái công nghệ trẻ hóa da cơ mát của bên em ạ? Trong lúc làm thì nó chỉ hơi ấm, thỉnh thoảng châm chích một tí thôi, nói chung là rất là không đến nỗi là không chịu được, rất là thoải mái. Tại vì là nó đưa nhiệt vào đúng không ạ? Vâng, hơi ấm hơi ấm hơi ấm đúng không? Vâng, rồi em cũng rất là cảm ơn chị Linh hôm nay đã cho bọn em đến nhà và xin một cái cuộc phỏng vấn như thế này nhá. Không có gì. Chúc chị Linh sẽ luôn xinh đẹp và luôn trẻ trung rạng ngời với thẩm mỹ quốc tế Bali nhé chị nhá. Chị cảm ơn.